Tuyệt chiêu thứ 6 mà tôi muốn giới thiệu với các bạn để khiến cho khách hàng biết đến bạn, đó là tuyệt chiêu dùng cái kênh mạng xã hội video, đó là YouTube. Đây là mạng xã hội cực kỳ mạnh về video và cũng là mạng xã hội mà có đứng sau là Google, nên nó cực kỳ là mạnh, sức mạnh của nó cực kỳ kinh khủng luôn. Việc của bạn là làm sao mà khách hàng search, ví dụ search tên của bạn thì phải thấy được video của bạn. Khách hàng search cái từ khóa liên quan lĩnh vực của bạn cũng phải thấy cái mặt của bạn. Ok. Ví dụ là gì ạ? Ví dụ như tôi, các bạn lên mạng mà search là Hán Quang Dựng thì kiểu gì thì kiểu cũng thấy nhìn thấy video của tôi trên đấy. Đó có thể là video tôi giới thiệu về bản thân mình, hoặc đó cũng có thể là ví dụ về một cái video nào đó mà tôi đang chia sẻ một điều gì đó liên quan kỹ năng bán hàng. Ok. Việc của bạn là cứ thử search thì sẽ thấy là tôi đang nằm vị trí như nào. Ví dụ trong một khoảng thời gian tôi muốn xây dựng thương hiệu của tôi trong cái cộng đồng những người đang cần tìm việc, thì tôi làm một cái video và tôi post lên trên mạng YouTube. Và những người ta search là hướng dẫn viết CV, hướng dẫn viết CV mẫu chuẩn 2016, hướng dẫn viết CV xin việc. Người ta cứ search từ khóa đấy thôi thì kiểu gì cũng nhìn thấy video của tôi. Đó là cách để những người đó biết đến tôi trước khi gặp mặt trực tiếp. Ok. Và việc của bạn bây giờ là làm video. Các video bạn cần phải làm như sau. Thứ nhất là cái loại video để bạn giới thiệu bản thân mình như này này. Ví dụ như này: chào các bạn, tôi là Hán Quang Dự, hiện tại tôi là chuyên gia trong lĩnh vực đào tạo về bán hàng cho các doanh nghiệp, và tôi cũng là giám đốc đào tạo của công ty GCC Việt Nam. Hôm nay tôi muốn chia sẻ cho bạn một số thông tin quan trọng sau đây về bán hàng. Đó, tức là những video mà bạn giới thiệu về bản thân mình và bạn chia sẻ một cái kỹ năng bán hàng, một phần nhỏ kỹ năng bán hàng nào đấy. Ok. Nếu như ví dụ bạn đang làm spa đi, bạn làm spa, bạn hoàn toàn có thể là làm video giới thiệu về bản thân mình, sau đó bạn chia sẻ cái kiến thức để làm đẹp da, chia sẻ về kiến thức liên quan đến việc là làm mịn da, xóa vết nám, vết thâm. Ok. Bạn hoàn toàn là có thể làm những video liên quan đến việc, ví dụ như đặt một cái tiêu đề là 8 bước để làm mịn da mà không cần dùng mỹ phẩm, và bạn đứng bạn tư vấn cho họ, thì điều này rất là tuyệt vời, những video rất là tuyệt vời. Cái nhóm video thứ hai, bạn hoàn toàn không cần phải tự làm. Tôi bật mí nhá, bạn hoàn toàn không phải tự làm video như vậy, và bạn hoàn toàn vẫn có rất nhiều video và search trên YouTube, thậm chí search trên Google thấy video của bạn. Đó là những dạng video mà bạn cóp nhặt những cái thông tin từ chỗ khác về, sau đó bạn xào xáo nó lại theo đúng cái lối hành văn của bạn. Ví dụ bạn làm một cuốn sách, họ viết về mỹ phẩm, họ viết về da, và việc của bạn là thấy cuốn sách này hay quá, bạn tổng kết lại, tóm lược lại theo cái ý của bạn, sau đó bạn tự làm video. Video này rất đơn giản, chỉ là một cái màn hình video và chạy tách thôi. Ví dụ là 8 bước để làm đẹp da: bước thứ nhất là, bước thứ hai là, bước thứ ba là, và không cần có sự có mặt của bạn. Ok. Có rất nhiều cái cách để làm video marketing khác nữa, nhưng tôi tin rằng chỉ cần hai cái nhóm video thôi. Thứ nhất là video bạn đứng để chia sẻ về lĩnh vực bạn là chuyên gia. Ok. Bạn bán mỹ phẩm thì bạn phải chia sẻ cái kinh nghiệm, cái kỹ thuật của bạn liên quan đến chăm sóc da. Bạn bán những sản phẩm liên quan spa thì bạn phải biết những kiến thức đó và bạn cần phải chia sẻ để chứng tỏ mình là chuyên gia. Ok. Hoàn toàn bạn không cần chia sẻ cũng được, nhưng bạn hoàn toàn phải làm được những video để còn gì ạ? Để còn cho những nội dung chạy như đấy và nội dung có giá trị cho người dùng, thì bạn sẽ có rất là nhiều video. Bởi vì bạn có nhiều video rồi, ở trên YouTube rồi, và nó nằm trong kênh video của bạn rồi. Nhớ từ khóa tiếp theo là kênh video. Cách tạo một kênh video thì rất đơn giản nhá, thì lên Google search là ra thôi. Nhưng cái kênh video đó chứa rất nhiều video của bạn. Đó là lý do vì sao khách hàng search sẽ tìm thấy bạn. Ok, hẹn gặp lại các bạn vào video sau. Nhưng nhớ, YouTube là một vũ khí vô cùng quan trọng. Hãy để tôi search tên bạn, thấy bạn trên YouTube. Hãy để tôi search cái lĩnh vực của bạn và thấy bạn trên YouTube. Đó là điều mà tôi thật sự mừng nếu như bạn là học viên của cái khóa này. Ok, hẹn gặp lại bạn.